người trong giới giải trí à? Chà, ta rất thích nghe nhạc đồng quê. Nè, ngươi đang làm gì dưới chân ta vậy? Đừng chơi nhạc nữa. Mau đưa tờ giấy đó cho ta coi. Trời ơi, đây là một tấm bản đồ. Tấm bản đồ dẫn tới mỏ vàng may mắn của bọn Hà Lan. Tại sao hai ngươi lại có tấm bản đồ này vậy? Ông ta đã cho hai ngươi à? Được rồi, bây giờ là của Black Barney. Ta rất vui được gặp những người hài hước như hai ngươi. Ta sẽ cất tấm bản đồ ở nơi an toàn nhất. Nếu giờ hai ngươi muốn giúp ta tìm số vàng, vậy cũng được. Ta sẽ trả công cho hai ngươi. Ta hứa đó. Giấc mơ giàu sang. Con muỗi đáng ghét. Ta thật sung sướng khi có được hai người. Những người tình nguyện đi đào vàng cho ta. Mỏ vàng đó chắc chỉ đâu đó quanh đây mà thôi. Đúng rồi, chỉ còn một chút nữa thôi. Nguyên mỏ vàng đó sẽ là của ta. Tại sao bây giờ tờ giấy lại trắng bóc như vậy chứ? Thôi rồi. Đợi đã, hai người đã quên đồ rồi. Hai người đã quên kẻ thất bại này. Rồi, vậy là mình đã tới nơi. Từ chỗ tảng đá đi thêm 6 bước. 1, 2, 3 trời đất ơi, ta không thể nào đếm được. Biết trước như vậy thì ta sẽ không bỏ học ở trường. Yeah.
first to listen on the Tom and Jerry Show. Xin giới thiệu chú mèo nổi tiếng nhất thế giới, Tom. Và đây chú chuột thông minh nhất, Jerry. Lots to sing, everything's gonna swing, so get ready, here we go. Big or small, short or tall, you will all have a ball on the Tom and Jerry Show. Xin giới thiệu ông Greg Feely, người đã bắt sống được một con cá voi ma mút tại vùng Westerlands, tràn ngập băng tuyết ở Alaska. Xin chào mừng ông tới đây, ông Feely. Tôi cũng thấy rất vui khi được nói chuyện với anh và các bạn khán giả đang xem đài. Con thú khổng lồ đó đâu rồi ạ? Nó đang ở đoàn xiếc nhà hát thành phố và vé vào cửa là $5. Nhưng hôm nay tới đây tôi cũng có đem tấm ảnh vừa được chụp của con thú khổng lồ đó cho các bạn xem đài được chiêm ngưỡng. Chúng tôi xin được tạm dừng trong giây lát. Hiện giờ có một con voi ma mút đang bị sóng chuồng. Điều quan trọng nhất là nó đang vào thành phố. Cảnh sát và Hiệp hội Bảo vệ Động vật đang trong tình trạng báo động đỏ. Theo tin tình báo mới nhất từ phóng viên của chúng tôi thì vừa có người thấy nó ngay thành phố El và ngoài đất. Chỉ muốn về nhà thôi. Mấy cậu có thể giúp tôi quay về Alaska được không? Con tàu Alaska sang trọng hiện đại sẽ khởi hành tại bến cảng số 6 vào tối nay. Thật là hên quá. Các cậu đưa tôi tới chợ đó nha. Chúng tôi đang tìm một con voi ma mút nguy hiểm. Các cậu có thấy nó ở đâu không? Đường đó hả? Ý như tôi đoán. Cảm ơn cậu. Bây giờ tôi đi bắt nó đây. Tôi đói quá à. Một trái chuối hả? Vậy thì xin 5 xu thôi. Ngươi là con ma mút mới sổng chuồng có đúng không? Là tới nè. Ta đoán đúng rồi hả? Go! Bên kia kìa, bắt nó lại. Bắt bên kìa. Lắc qua, lắc lại, lắc tới, lắc lui. Lắc lui, lắc lại, lắc tới, lắc qua. Bắt được ngươi rồi nghe. Đúng là mạng mình lớn thiệt, không có cái lưới này là tàn đời cô lũ. Công nhận kế hoạch của mình hay thiệt. Dù sao nó cũng chỉ là một con voi thôi, làm sao mà không thích ăn đậu phộng cho được. Rồi con ma mút đó cũng đi theo ăn đậu phộng lên tới chỗ này. Dạ, đến đây, người đã bị bắt. Tôi thấy kế hoạch này có vẻ được đó. Hình như nó đang tới.
Người hiểu chưa? Giờ dọn lều cho ta. Ta muốn trong buổi biểu diễn đầu tiên mọi thứ phải thật sự hoàn hảo. Tất cả hãy nghe đây. Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa. Mọi người mau chuẩn bị sẵn sàng để đón khách tới. Đừng để ta bắt quả tang thêm một lần nào nữa. Không là ngươi nghĩ việc. Được rồi, được rồi. Quét như vậy là đủ rồi. Mau ra dọn sân khấu đi. Và bây giờ, tôi xin kính thưa quý ông quý bà, ngôi sao của buổi biểu diễn. Ôi, không, sao lại có thể là nó? Mau xuống đây cho ta. Sao lại có thể như vậy? Sao bọn họ lại thích nó? Ngươi giỏi lắm mèo Thom của ta. Rất táo bạo và cảm xúc. Ta muốn những buổi biểu diễn sắp tới ngươi sẽ làm cho ta. Hợp đồng biểu diễn này sẽ giúp cho ngươi nổi tiếng. Còn ta thì có tiền, tiền và tiền.
Bây giờ ngươi hãy ký vào chỗ này đi. Xin giới thiệu chú mèo nổi tiếng nhất thế giới, Tom. Và đây chú chuột thông minh nhất, Jerry. Lots to sing, everything's gonna swing, so get ready, here we go. Big or small, short or tall, you will all have a ball on the Tom and Jerry Show. Nhanh lên đi các cậu, nhanh lên. Bảo tàng đã có chuyện gì vậy ông quản lý? Có một bộ xương đã bị mất rồi. Vậy ông đâu cần cảnh sát đâu, cần bác sĩ mới đúng. Tôi đâu có mất cái xương nào đâu. Mà cái xương đã bị mất chính là cái xương của con khủng long này đây nè. Cái xương nào bị mất đâu? Đây nè, là cái đốt xương thứ hai ở ngón chân giữa. Đúng rồi đó cậu, đó đúng là đốt xương thứ hai của ngón chân giữa. Và ngón chân đó nối liền tới gót chân. Còn bàn chân đó nằm ở dưới cái đầu gối. Thôi ngưng dùm đi, cho tôi biết còn người nào ở đây không? Không, chỉ có tôi và bộ xương thôi. Không có ai khả nghi ha. Khoan, để tôi nghĩ lại coi. Ở đây có hai người quét dọn, Tom và Jerry. Tom, xuống đây nhanh lên. Ta đang đợi đây. Hai đứa đến văn phòng gặp ta ngay. Cái xương của con khủng long đó là cả một gia tài. Hai ngươi là người cuối cùng ở gần đó, và dấu vân tay của các ngươi chúng có mặt khắp mọi nơi. Cho nên nếu như hai ngươi vẫn muốn ở đây, không muốn mỗi sáng thức dậy ở nơi hỉ ho cò gái khác, tìm nó đi. Thank you.
Sao đây? Cái gì nữa vậy? Ô, hai người đã tìm được cái xương bị mất rồi sao? Hai người biết không? Thực ra thì ta gửi bộ xương này làm sạch và miếng xương đó đã. Không, 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 không. Không! Đừng làm như vậy! Không, đừng mà! Ta sẽ đỡ nó! Hai người đã bị đuổi! Đào, nghe nè, có nhỏ không? Uống nước chanh đào là ta điên luôn đó. Trời ơi, nhỏ. Cảm ơn hai người đã cứu mạng ta. Để cảm ơn hai người, ta sẽ cho hai người một tấm bản đồ đến mỏ vàng may mắn của người. Hành lang, ta đã quá già để tìm kiếm nó, nên ta tặng lại cho hai người. Đây, cầm lấy đi. Nhưng hãy nhớ là phải cẩn thận với một kẻ có tên Black Bonnie. Hắn là người đàn ông xấu xa nhất thời đại. Hắn cũng đang tìm mỏ vàng trong nhiều năm nay rồi. Không có gì có thể cản được hắn. Được rồi, tạm biệt và chúc hai người may mắn. Thank you.
Đáng ghét, mỏ vàng may mắn của bọn Hà Lan đó phải ở gần đây chứ. Không, đáng ghét. Không, không có gì hết. Nếu như không tìm được bản đồ, ta thề không phải là Black Barney sẽ tìm được. Black Barney, các ngươi là ai? Đúng, người đó. Everything's gonna swing, so get ready, here we go. Big or small, short or tall, you will all have a ball on the Tom and Jerry Show. Nghe rõ đây, bọn ngốc chuyên sống trên cạ kia, tất cả lên bon và coi ta huấn luyện nhắm mục tiêu đây. Ta sẽ thử nghiệm phát minh mới nhất cho bọn ngốc các ngươi coi. Pháo bơm mê răng của đại thuyền trưởng Râu Sòm. Bắt đầu, chuẩn bị. Ngắm, bắn. Rất tuyệt, ta đã thành công rồi. Thử nghiệm thành công rồi. Ta sẽ giàu có, giàu có, giàu có. Nó quay lại rồi kìa. Với loại pháo thông minh như thế này, ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Báo động tàu sắp chìm. Tàu quân phát minh đã cắt dừng nó lại rồi. Thôi, quay lại với đại bác truyền thống vậy. Bữa trưa, bữa trưa, bữa trưa của ta đâu rồi? Mau đem cho ta, nếu không gương sẽ biết tay. À, món ta thích nhất. Trên đời này không còn gì tuyệt vời hơn một cặp bồ câu quay trước mặt để nhấm nháp buổi trưa. Ủa sao kỳ vậy ta? Bồ câu của ta đâu mất tiêu rồi? À, thì ra là bọn trộm. Các ngươi biết hậu quả dành cho bọn trộm cắp trên thuyền ta là gì không? Chúng sẽ được nhảy cầu miễn phí. Được rồi, hai cái tên nhóc kia, nhảy cho ta. Mụ điên hả? Mau nhảy cho ta. Khoan đã, mau ngừng tất cả. Ta vừa nhớ ra một chuyện. Hiện giờ ta đang cần một tên sai vặt ở trên thuyền cho chuyến đi sắp tới. Giờ hãy nghe đấy, đứa nào ta thấy làm giỏi nhất thì sẽ được ở lại, và tên còn lại kia hãy tự hiểu số phận mình đi ha. Ai cần đưa phải lau dậy cho ta chứ. Hãy mau đi thả neo, con chuột hậu đậu ngốc nghếch. Nghe nè, ta mà thấy tên nào làm hư hại thuyền nữa, ta sẽ suy nghĩ lại, không cần tên sai vặt nào nữa hết. Bây giờ, căng bồm lên đi. Hai đứa bay làm ta mất kiên nhẫn rồi. Ta chỉ muốn cạo sạch lông của hai đứa bay rồi tống xuống sông. Bây giờ đi lau sàn nhà cho ta. Ta
Ta đâu có nói là tập thể dục đâu. Ta nói là hai đứa bay mau lau sàn nhà. Con mèo vô dụng ngốc nghếch này. Hey, cũng được đó. Cứ vậy mà làm nha. Giờ hai người hãy mau sớm chỗ này lại và nhớ không được gây chuyện nữa. Ta sẽ để mắt tới hai người đó biết chưa. Ê nè, mau dừng lại. Là ai trong hai đứa các ngươi hả? Ngươi coi chừng nó con chuột kia. Nếu không ta sẽ cạo lông ngươi rồi bắt ngươi nhảy cầu. Làm việc tiếp đi. Tất cả tập hợp. Bây giờ ta cần hai người chuyển số đạn đó chất bên cạnh đại bác. Còn ta phải về phòng để suy nghĩ coi tiếp theo phải bắt hai người làm gì. Bọn chúng có làm rối hết mọi chuyện nữa không đây? Ta thấy số phận của ngươi hiện giờ ngày càng giống miếng giáp. Giờ chuyển hết số đạn đó chất đầy bên cạnh mấy khẩu đại bác cho ta. Nhanh tay lên. Trời, đủ lắm rồi. Ta đã có quyết định. Xin chúc mừng ngươi Thơm đáng yêu. Ngươi là người sai vặt mới. Nhiệm vụ chính thức đầu tiên của ngươi là bắt con chuột này nhảy xuống cầu. Vậy mới đúng ý ta chứ. Một tên sai vặt biết nghe mệnh lệnh của ta. Ngươi làm việc rất tốt Thơm à. Và nhớ mỗi khi ta nói chuyện thì đẩy nón lên nha. Tốt, như vậy mới đúng chứ. Mạnh hơn khi thấy một người trực tiếp giỏi như anh biểu diễn. Anh có phiền không nếu em nhờ anh dạy em một vài động tác?
sự hạnh phúc khi được trượt chung với một người giỏi như anh. Em chính là con mèo nhỏ bé non nớt thôi anh à. Em hay tự nói với mình, cô mèo ngốc, cô phải đi học trượt tuyết đi. Trang phục trượt tuyết của anh sao thời thượng quá ha. Em nói thật là cách anh dạy thật sự rất dễ hiểu, còn dễ thương nữa. Cũng may gặp được một người tốt bụng như anh giúp, em mới biết trượt tuyết. Em cảm thấy mình đã mê môn này rồi. Đặc biệt là khi được học chung với một người thầy đáng yêu như anh. Cũng may là có một người trượt tuyết giỏi như anh đang ngồi bên cạnh, nên em mới cảm thấy mình được an toàn. Em nói thật là em đã biết cách giữ thăng bằng rồi. Sao trượt tuyết lại dễ như vậy? Hình như em mê nó rồi. Nhưng dĩ nhiên là em đây phải luyện tập thêm một thời gian ngắn nữa mới có thể giỏi được như anh. Em chỉ là một cô mèo nhỏ bé non nớt thôi anh à. Nhỏ bé của em như đập mạnh hơn khi nhìn thấy một người trượt tuyết giỏi như anh biểu diễn. Anh có phiền không nếu em nhờ anh dạy một vài động tác? Em chỉ là một cô mèo nhỏ bé non nớt thôi anh à. Học trượt tuyết đi. Trang phục trượt tuyết của anh sao thời thượng quá. Thật là hấp dẫn với một cô mèo nhỏ bé non nớt như em.
Tom! Tom! Con mèo đáng ghét đó đâu rồi? Mỗi lần có chuyện cần là không thấy nó đâu hết. Người đâu rồi? Con mèo lười biếng kia. Được rồi, vậy đi Tom, tới rồi. Vậy. Ê, chắc đêm qua cậu lại tiệc tùng quá nhiều rồi hả? Nhìn chán muốn chết. Ta mà tìm được ngươi, ta sẽ cho ngươi biết tay. Mà phát hiện ra người trốn đi ngủ thêm một lần nữa thì biến